Thưa quý vị, các quận huyện tập trung công tác phòng chống dịch, nhanh chóng khống chế dịch bệnh, nhất là khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng với các sở, ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 7 tháng 1. Tính đến nay, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 975.900 người, mũi 2 cho hơn 958.400 người và mũi 3 cho hơn 46.500 người. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhận định tình hình dịch bệnh phức tạp, công tác phòng chống dịch phải ưu tiên hàng đầu, đề nghị các ngành địa phương tập trung phòng chống dịch, kiểm soát số ca dương tính, nhất là khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đề nghị các quận, các ngành có hiện nay đang có các ổ dịch mà phức tạp, số ca nhiều, thì đề nghị là các địa phương chúng ta chủ động phân tích và chủ động đề xuất để mà làm xét nghiệm diện rộng với một cái tinh thần là chúng ta kiểm soát nhanh nhất cái ổ dịch. Tôi đề nghị là cái này là phải ưu tiên số 1. Đối với công tác cách ly, phong tỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất thời gian phong tỏa tối thiểu là 7 ngày, còn các địa phương sẽ chủ động đánh giá tình hình nguy cơ trên địa bàn mình để gia hạn thêm số ngày phù hợp. Về công tác điều trị F0 tại nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị là chúng ta phải thống nhất, tuyệt đối không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Xử lý rất là nhanh, có thể bằng các cái phương tiện về công nghệ thông tin để thể hiện cái sự cái thống nhất của ban chỉ đạo ở địa phương, là những cái trường hợp mà không đủ điều kiện để điều trị F0 tại nhà thì là phối hợp và thống nhất. Thì cái này là Sở Y tế đã có cái chỉ đạo rồi, thì đề nghị là các cái địa phương là chúng ta cũng phải làm nhanh để phối hợp với ngành y tế. Về các phương tiện sinh phẩm xét nghiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế rà soát hết, chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố về việc dự trù, mua sắm các phương tiện này, không để xảy ra trường hợp thiếu phương tiện phòng chống dịch. Đối với việc nâng cấp độ dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương có các ca mắc khẩn trương tổ chức đánh giá công bố cấp độ dịch phù hợp với tình hình địa phương.